Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10, tin bão gần biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines khoảng 130 km về phía Đông sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển đông đến 13 giờ ngày 26 tháng 9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng 530 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 103 đến 117 km trên giờ giật cấp 14 Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 27 sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng Cục Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù rông Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm, kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần, nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển đông đến 13 giờ ngày 26 tháng 9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng 530 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 103 đến 117 km trên giờ giật cấp 14 Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ Thứ hai, kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang, đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn. Thứ ba, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều. Thứ tư, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Ông mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm có nơi trên 100 mm ngày và đêm ngày 24 tháng 9 từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 132,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10, tin bão gần biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi, miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km h giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km giờ, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Gió mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27 sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi 300mm-400mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống ra cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm có nơi trên 100 mm ngày và đêm ngày 24 tháng 9 từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ, Cục Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, đến 150mm. cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km trên giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió radar đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão noru Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão Noru chuẩn bị đi vào biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ có nơi trên 32 độ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi vào sáng nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển đông bão noru dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10, tin bão gần biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía Tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tầm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km h giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực trung bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12 tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm Dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ, liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão Noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào Biển Đông. Khu trú các khu vực, trọng điểm, ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ. Các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt, đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão Noru chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào biển Đông. Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Để chủ động ứng phó với bão, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều Thứ tư, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm. Trong đó, miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%; Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%; miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100-200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, đến 150mm. cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông, Philippines, khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km trên giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió radar đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão noru Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%. Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống, ra cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon Philippines, có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9 sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Trên biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, đến 150mm. cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lô Dông, Philippines, khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km trên giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27 sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi 300mm-400mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 132,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Trên biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía Đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km h giật cấp 16. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc, chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vị Bắc, 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km trên giờ, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100-200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm có nơi trên 100 mm ngày và đêm ngày 24 tháng 9 từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù sông Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần Tâm Bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống, gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Trên biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tầm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc. Phía Đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 110,6 độ kinh đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20 đến 25 km/h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực trung bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12 tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm Dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ, liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão Noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào Biển Đông. Khu trú các khu vực, trọng điểm, ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng, cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ. Các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt, đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão Noru chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào biển Đông. Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Để chủ động ứng phó với bão, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều Thứ tư, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11 khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100-200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng Cục Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày, Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines, khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưỡi áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp và độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km h giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%. Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27 sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi 300mm-400mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50mm như tại Nam Thịnh, Thái Bình 137mm, Xuân Thủy, Nam Định 89mm, Lệ Thủy, Quảng Bình 56mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Trên biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù rông Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ Thứ hai, kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang, đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn. Thứ ba, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều. Thứ tư, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru. Để chủ động ứng phó với bão, sáng nay, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống, gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100-200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km h giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100-200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù Dông, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km h giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam Giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới miền bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu sau ổn định và suy yếu chậm kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ nối với cơn bão noru trên vùng biển phía đông philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây áp vào độ ẩm ít thay đổi Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày mùng 4 tháng 10, áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ, nối với cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía Tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1 Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lô Dông, Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão Noru chuẩn bị đi vào biển Đông. Công văn nêu rõ theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru, khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần Biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão Noru. Để chủ động ứng phó với bão, sáng nay, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn, đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân, cần đề phòng đặc biệt, cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn, trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon Philippines, có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9 sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm, sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn, có khả năng tháng 1 năm 2023. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10. Tin bão gần biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tầm bão cách đảo Lù rông Philippines khoảng 130 km về phía Đông sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10-11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp và độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, áp và độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền Bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị tổng cục khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió radar đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo cảnh báo tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão noru Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây trăng chống gia cố nhà cửa có phương án bảo vệ các công trình dự án đang thi công ven biển có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông thu hoạch lúa hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch đặc biệt ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện thủy lợi hầm chứa khai thác khoáng sản Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, báo số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm, Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khoảng từ 2 đến 4 cơn, có khả năng tháng 1 năm 2. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10, tin bão gần biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày. Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hộ tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía Tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi, miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình áp và độ ẩm ít thay đổi dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới tại khu vực phía bắc bộ có mưa rào và rông rải rác ngày có nắng gián đoạn riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9 sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm, kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần, nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10, Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km h giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần Tâm Bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển đông đến 13 giờ ngày 26 tháng 9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng 530 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 103 đến 117 km trên giờ giật cấp 14 Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km h cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn, lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru. Khoảng đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 đi vào Biển Đông đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi để chủ động ứng phó với bão tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau thứ nhất tổ chức kiểm tra các tuyến đê biển đê cửa sông triển khai phương án bảo vệ trọng điểm sung yếu gia cố các vị trí đê kè có nguy cơ gây mất an toàn trước khi bão đổ bộ thứ hai kiểm tra giả soát các công trình đê điều đang thi công dở dang đặc biệt là các công trình trực diện biển và có giải pháp đảm bảo an toàn thứ ba sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để hộ đê kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn đê điều thứ tư theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình đê điều báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão. Miền Trung đang bước vào mùa cao điểm mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10, tháng 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão rồn rập kéo dài, khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tới, tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20% miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt. Dự báo cơn bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông, bão Noru. Dự báo khoảng đêm ngày 25 tháng 9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 27 sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống đê điều các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm mưa lớn vừa dứt nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do hoàn lưu cơn bão noru để chủ động ứng phó với bão sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn về người và tài sản Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, trăng chống gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển, có phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di rời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ cao mất an toàn đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản. Đối với các bộ ngành, ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 13 và đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung trong đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 9. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các hình thái gây mưa lớn cho miền Trung là rất điển hình. Đầu tiên là giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Trung, tiếp đó là đợt không khí lạnh, yếu, đầu mùa. Sự kết hợp của hai hình thế này đã tạo ra đới gió đông rất dày từ tầng thấp lên đến khoảng 5.000m và tổ hợp này gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó vùng trọng tâm, mưa lớn kéo dài sẽ gây ra đợt lũ trên các sông ở miền Trung. Ông Lâm cảnh báo người dân cần đề phòng đặc biệt cảnh giác trước các trận mưa có cường độ lớn trong một thời điểm hoặc trong cùng một ngày có thể lên tới 100 đến 200mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi cơn bão số 4 trên vùng biển Luzon, Philippines, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sẽ đổ bộ vào nước ta trong những giờ tới. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Vùng đồng bằng bắc bộ và thừa thiên huế có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 24 tháng 9, từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông ở tây nguyên và nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng ở Trung Bộ, lượng mưa có nơi trên 400mm. Sau vài ngày tới, khả năng khu vực này tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 4. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng Cục Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Vào đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào Biển Đông. Tối hoặc đêm ngày 25 tháng 9, bão số 4 sẽ đi vào phía bắc của Biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về nhận định khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, ngày hôm nay, áp thâm nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thâm nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho các khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin cập nhật, ban hành các bản tin trên cổng thông tin điện tử. Cảnh báo mưa lớn từ Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50 mm như tại Nam Thịnh Thái Bình 137 mm, Xuân Thủy Nam Định 89 mm, Lệ Thủy Quảng Bình 56 mm. Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn. Có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tin bão gần Biển Đông, Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sông duy trì trong nhiều ngày, Thưa quý vị, cơn bão Noru hoạt động trên biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9. 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh dần lên. 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Lù rông Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, Do ảnh hưởng của rìa nam lấy áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ, trên cao là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh, nên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Các khu vực khác của bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về hình thế thời tiết hiện tại, lưới áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên khu vực miền Bắc. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu chậm, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ nối với cơn bão Noru trên vùng biển phía đông Philippines và khoảng đến đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và lấn chậm về phía tây, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, áp vào độ ẩm ít thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Tại khu vực phía Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều vào tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 25 đến ngày 4 tháng 10. Áp cao lục địa suy yếu từ khoảng ngày 28 đến 29 tháng 9 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển Đông trong khoảng từ ngày 25 đến 28 tháng 9, ở phía nam, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và tiếp tục lấn về phía tây. Nhiễu động gió đông trên khu vực miền bắc hoạt động mạnh đến khoảng ngày 25 tháng 9, sau đó suy yếu dần. Cảnh báo tại bắc bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 có mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 27 đến 29 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 24 tháng 9 có nơi trên 60 mm như tại Bắc Sơn, Thanh Hóa 212,4 mm, Quỳnh Bá, Nghệ An 226,4 mm, Tăng Thành, Nghệ An 190,6 mm, Tân Hóa, Quảng Bình 63,4 mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và rông. Cảnh báo mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, dự báo sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta là khoảng từ 3 đến 4 cơn. Hiện tượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông cũng có thể xuất hiện vào những tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trái với quy luật. Bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh có khả năng đến sớm và hoạt động mạnh dần nên miền Trung đối mặt với nguy cơ mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm, kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Dự báo trong tháng 10 tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, trong đó miền Bắc có thể cao hơn từ 20 đến 40%, Nam Bộ có thể cao hơn từ 10 đến 20%, miền Trung có thể cao hơn từ 20 đến 50%. Đáng kể nhất là Tây Nguyên, lượng mưa trung bình trong tháng 10 năm nay ở khu vực này có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32. Bão Noru giật cấp 16 khi tiến vào miền trung, các cơ quan trung ương chỉ đạo khẩn cấp ứng phó. Khoảng vào tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào biển đông trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh hướng vào khu vực miền trung nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, 118 đến 149 km h giật cấp 16. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó. Vào hồi 13 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 121,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12 tương ứng với 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 13, tương ứng với 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ 20 đến 25 km trên giờ, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về diễn biến cơn bão gần biển Đông Noru và tình hình mưa lớn lũ ở miền Trung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các chuyên gia nhận định, cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11, 12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ở cả khu vực Trung Bộ và còn phức tạp khi đi vào biển Đông. Các chuyên gia cũng lưu ý, các khu vực ven bờ theo dõi cập nhật liên tục các bản tin khi có bão. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó tổng cục trưởng hoàng đức cường đề nghị trung tâm dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão noru để các đơn vị có phương án ứng phó kịp thời khi bão vào biển đông khu trú các khu vực trọng điểm ảnh hưởng của cơn bão này phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cập nhật các thông tin ứng phó và các phương án tổ chức di dân khi bão vào gần bờ các đơn vị Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo hoạt động trạm quan trắc ổn định từ hệ thống trạm đo gió, radar, đường truyền và xử lý số liệu thông suốt đảm bảo phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến tiếp theo về diễn biến của cơn bão này. Cần khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão Noru. Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa ban hành công văn số 963 PCTT QLDD ngày 24 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão Noru, chuẩn bị đi vào Biển Đông. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực ngoài khơi phía đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Noru.